là sẽ là màu đỏ đấy. Thì tôi ký hiệu như thế này đi ha, để mình nhìn. Rồi như vậy thì nó sẽ là máu có oxy. Sau khi nuôi cơ thể mình xong rồi thì sao? Máu có oxy không? À, sẽ ít đi đúng không? Như vậy nó sẽ rời đâu trong mấy cái buồng này? Nhĩ, quên, phải đúng rồi ha, nó sẽ đi theo qua cái nhĩ phải của mình. Những cái nhĩ quên đây là có những cái tên là tĩnh mạch chủ, là tĩnh mạch mà mang máu thiếu oxy về. Rồi tôi hỏi là bên phải bên trái có không nhau không? Không ạ. Có không không? Không, chỉ không. Không, không nha. Bên trái lại chắc không không. Chỉ không, tôi có trình bào thai thôi. Khi mà sinh ra rồi thì không có không nữa. Có nghĩa là sao? Nếu mà giống như hai nhà liền kề vậy đó, đâu có chung cái vách không chứ đâu có không nhau được đúng không? Hai nhà hay liền khác nhau mà. Đó, tương tự như vậy ha. Tầng trên và tầng dưới sẽ thông nhau, nhưng mà bên phải bên trái thì không có thông nhau. Thông nhau là bệnh lý rồi ha. Rồi như vậy thì cái nhĩ phải này nó sẽ đổ vào trong cái tĩnh mạch chủ, nó sẽ đổ trong cái nhĩ phải. Rồi nhĩ phải đang nhận máu thiếu oxy đúng không? Nhĩ phải này sẽ đi máu vào đâu? Xuống đâu ạ? Khớp phải đúng rồi, nó sẽ xuống khớp phải nha. Nó sẽ đi một chiều thôi, xuống khớp phải. Rồi khớp phải xong rồi đi đâu nữa? À đúng rồi, lên trên động mạch phổi. Như vậy động mạch phổi này nó có oxy hay không oxy nào? Hả? Có oxy hay không oxy? Không ha. Động mạch phổi là động mạch duy nhất trong cơ thể mình và nó có cái màu khác so với những động mạch khác, có nghĩa là nó thiếu oxy ha. Rồi nó sẽ mang tay nó trao đổi xong thì sao? Đi về bên nhĩ trái rồi đúng rồi. Đi về bên nhĩ trái thì có phải có oxy chưa? Có. Có oxy rồi thì đó tĩnh mạch, đây là động mạch phổi ha, đây là tĩnh mạch phổi ha. Cái này là sẽ đổi màu cho nhau đó, duy nhất trong cơ thể mình thôi. Rồi như vậy tĩnh mạch phổi về ha, nó sẽ có oxy, nó sẽ đổ xuống như này, nó sẽ đi tiếp qua cái động mạch chủ. Rồi như vậy theo một vòng tuần hoàn. Rồi như vậy mình nói ha, huyết áp chính là áp lực của động mạch, có nghĩa là nó áp lực từ tim ra. Thì tại đây mình nhận thức được động mạch của mình nó sẽ chịu cái áp lực từ tim ra, giống như cái máy bơm nước vậy chị. Cái nào mà càng gần máy bơm thì áp lực sẽ cao hay thấp? Cao. Cao. Nên là càng xa tim thì áp lực sẽ càng thấp. Có nghĩa là khi gan gần tim thì mạch máu của tôi chạy ra khỏi tim thì áp lực sẽ cao hơn. Nhưng mà nếu mà nó tới dưới chỗ mạch máu chỗ tay tôi rồi thì nó áp lực sẽ thấp. Ha. Như vậy thì ở đây cái vòng tuần hoàn này của mình á, nó sẽ là động mạch ha, áp lực nó sẽ có áp lực cao. Nhưng mà sau đó nó sẽ xuống tới cái mao mạch của mình rồi á, thì áp lực nó sẽ gần như là bằng không, nó sẽ không có áp lực ở đây nữa. Nên khi mà mình qua cái hệ tĩnh mạch á, là tĩnh mạch mình nó sẽ không có áp lực. Ha. Như vậy thì tĩnh mạch này nó về tim bằng nhiều cái cấu trúc khác nhau trong sinh lý mình đã nói tới rồi ha, là nhờ động mạch rồi nhờ cái hoạt động của cơ này nọ ha, nó lưu thông máu về tim chứ nó không có mạch động. Nên chính là vậy huyết áp mình chỉ đo ở động mạch thôi, chúng ta có thể đo tất cả các động mạch trên cơ thể mình đều có áp lực hết ha, quan trọng là mình đo được nó hay không thôi. Thế vậy thì cái động mạch mà người ta hay sử dụng nhất để đo huyết áp là động mạch gì các chị biết không? Động mạch ở đâu? Ở tay, nó là động mạch cánh tay ha, nó đi từ động mạch mắt đi ra động mạch cánh tay. Như vậy động mạch cánh tay của mình á, nếu mà trường hợp mình đo thì thường mình đo tay trái thì nó sẽ chính xác hơn. Đo tay trái tại vì nó cũng gần tim hơn ha, tại vì cái động mạch ở bên phía trái động mạch chủ của mình nó sẽ chia xuống động mạch là cánh tay đầu luôn và nó đi xuống dưới luôn. Còn trên đây thì nó sẽ chia không còn cánh tay đầu nữa, và bên phải nó sẽ đi qua nhiều nhánh hơn, áp lực nó sẽ khác. Còn ở bên trái sẽ đi trực tiếp. Rồi như vậy thì cái bên tay trái của mình thường là chính xác hơn. Vậy nếu người ta không có cái động mạch ở cánh tay thì sẽ đo ở đâu? Người ta không có tay luôn thì mình sẽ đo ở đâu? Đo ở chân. Rồi nếu mà người ta có vấn đề gì đó thì mình sẽ đo ở đâu? Nếu mà chân người ta cũng có những người các chị thấy họ cũng cắt cụt ở cả cái khuỷu chân và cả cái khuỷu tay luôn, như vậy mình sẽ đo ở đâu? Đo cổ. Ồ, mình sẽ bó đi trước khi mình có được huyết áp thì họ sao? Sẽ lúc nào cũng huyết áp hoặc không không chứ nên kinh khổ quá đúng không? Như vậy mình không phải đo cổ. Như vậy thì mình sẽ làm gì? Thì lúc đó có những trường hợp ấy, mình phải đo bằng những cái động mạch gián tiếp, đây sẽ gọi là động mạch trực tiếp ha. Có những trường hợp đặc biệt thì mình sẽ phải đo động mạch trực tiếp. Thì động mạch trực tiếp ấy thì người ta sẽ dùng một cái kim ấy, người ta đo vào trong cái mạch máu động mạch luôn, người ta đo áp lực ngay trong động mạch đó luôn. Cái thường phát là chính xác nhất, mà thường ta không sử dụng tại vì nó là phương pháp xâm lấn ha. Nên là mình thông thường mình biết những cách đo này thôi ha. Và đó là trường hợp rất là đặc biệt mà các chị ha, chứ phải là thông thường mình gặp nên là mình biết qua lại như thế thôi. Thế như vậy thì về nguyên lý ha, ta sử dụng động mạch nào cũng được hết ha, nhưng mà chúng ta sẽ dùng động mạch cánh tay để dễ nhất, bộc lộ dễ
Thì vô ngại là bữa sau đó chị đi thi đó, thì mình đừng có mặc áo tay dài. Thì con đang mặc áo blue tay dài thì đúng rồi, áo blue thì nó phải tay dài rất là đúng, nhưng mà thật ra cũng rất là khó đo. Và nếu áo áo bên trong của mình á, áo mặc thông thường của mình á, thì mình đừng mặc áo tay dài, để khi mình sáng lên á, nó sẽ bị hạn chế cho cái người đo, nó sẽ khó hơn. Nên bữa sau mình đi thi thì mặc áo tay ngắn cho dễ ha. Lát nữa khi mà thực hành sẽ thấy áo tay dài nó sáng hơi đúng một chút. Rồi, như vậy thì cái đơn vị đo huyết áp của mình á, nó chính là đơn vị là mm thủy ngân. Thường mình sử dụng đơn vị này, nhưng mà có một cái đơn vị nữa là kilopascal. Cái đơn vị này thì người ta cũng có sử dụng ha. Thì một kilopascal nó sẽ bằng 7,3 mm thủy ngân. Thì nhớ qua hai đơn vị mình sử dụng trong thực hành này và đơn vị trong cái máy đo của mình á, đó là đơn vị mm thủy ngân. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái nguyên tắc mà mình đo cái động mạch cánh tay của mình ha. Thì tôi nhắc lại cái động mạch sử dụng đó chính là động mạch cánh tay. Tôi vẽ lại đây là cái biểu tay đi. Thì cái động mạch cánh tay mình sẽ bắt được ở trên cái chỗ lấy góc biểu này. Ở dưới đây là cái ngón tay đi. Ví dụ mình không lấy ngón này. Rồi, như vậy thì dưới cổ tay này các chị cũng có bắt được đúng không? Thì cái động mạch dưới cổ tay các chị bắt đó là động mạch quay. Nó cũng đi từ động mạch cánh tay nó đi ra thôi, nó cắt nhắn. Nên là có những cái máy đo thì người ta quấn thành cổ tay không? Nhưng mà tất nhiên cái độ chính xác của nó sẽ không có làm cái máy ở cánh tay ha. Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ nói đến cái nguyên tắc mà mình sử dụng cái huyết áp đo huyết áp này. Thì dù các chị sử dụng máy gì thì chăng nữa, máy cơ hay là máy điện tử thì nó đều có một nguyên tắc thôi ha. Đó là cái nguyên tắc ở đây mình thấy là người ta sẽ dùng một cái băng quấn, người ta quấn vào cái tay của mình và người ta sẽ tạo một cái áp lực lên trên cái động mạch này. Người ta sẽ bơm cái hệ thống máu liên tục, người ta sẽ làm hẹp cái động mạch này. Ra là hẹp mức tối thiểu mà cái động mạch nó chịu được. Tất nhiên không phải ai cũng như nhau, có người bóp khoảng chừng 140 thôi là đã hẹp lắm rồi, có người có thể bóp lên 168 thì hẹp được. Nó là tùy mỗi người theo một cái cấu trúc khác nhau nên là sẽ áp được sẽ khác nhau. Như vậy thì sau đó người ta sẽ bóp lên đây, người ta ép cái động mạch này. Thì khi ép động mạch này thì mình sẽ thấy vấn đề này, cái máu nó sẽ nằm ở phía trước phía trên đúng không, nó phải chạy xuống đây được không? Cái này cũng là một cách rô ra rô máu. Rồi như vậy thì mình ép đến một thời điểm thôi, sau đó thì bắt đầu mình sẽ xả ra. Như vậy thì cái máu ấy nó sẽ dồn từ phía trên này sao, nó dồn xuống phía dưới ngay chỗ hiện đúng không? Như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực tạo ra cái thời điểm đó. Và cái tôi nhốt các chị trong phòng này vậy đó, tôi nhốt nhiều ngày đi và tôi bắt đầu tôi mở cửa ra, các chị xung mình chạy ùa ra đúng không? Như vậy thì cái áp lực cửa lúc mà tôi mới mở nó sẽ cao đúng không? Tại vì mình mới bị nhốt cho nên mình chạy ao ra. Thì tương tự như vậy ha. Như vậy thì lúc này mình sẽ đo được một cái áp lực. Cái áp lực đó người ta gọi là huyết áp tâm thu. Rồi sau đó tiếp tục ha, mình sẽ xả tiếp, mình sẽ mở ra, xả cái túi khí này ra, mở ra cho cái động mạch này nó nở ra nữa. Nó nhảy đến mức tối đa, nó nhảy đến mức gần về với cái bình thường của nó rồi. Lúc này nó vẫn có một cái áp lực nhỏ tác động lên cho cái thành mạch đó. Thì cái áp lực này người ta gọi là huyết áp tâm trương. Như vậy thì mình sẽ đo được hai cái chỉ số, đó là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Rồi được chưa? Rồi như vậy thì theo các chị của tôi vừa giải thích xong, thì huyết áp tâm thu với tâm trương cái nào sẽ cao hơn? Tâm thu sẽ cao hơn. Nếu như mình nhốt xong mình thả ra, rồi sẽ đi ra từ từ, ít sau sẽ đi lên nhanh. Nhưng mà lát một hồi nữa thì vài người lát đang lát lại đi lên, rất là được. Như vậy thì đây mình sẽ đo được hai cái chỉ số. Như vậy khi mình đo huyết áp, mình phải bóc được cả hai chỉ số này. Tâm thu và tâm trương thì mới gọi là huyết áp. Nên các chị thấy chỉ số huyết thường phải có hai con số. Ở đây bao nhiêu người đã được đo huyết áp rồi, người ta được đo nha. Đã là mình tác của mình đấy. Người ta đo cho mình đấy, đúng rồi. Rồi cũng đông như thế là gần như hết rồi. Như vậy các chị có nhớ chỉ số huyết áp không? Nhớ. Thì hy vọng nếu mình nhớ thì mình sẽ đo lại để mình điều chỉnh có đúng vậy không nha. Như vậy thì cái chỉ số huyết áp của mình á, tại sao nó lại quan trọng là y cũng phải học, mà dù cũng phải học, cao đẳng cũng phải học, ai cũng phải học hết. Nói đến sức khỏe là phải nói đến huyết áp. Tại huyết áp của mình á, nó là một trong những cái chỉ số sinh tồn, nó là dấu hiệu sinh tồn. Ở đây mình có mạch này, có huyết áp này, nhịp thở này, nồng độ oxy trong máu này, đó là sinh tồn. Như vậy thì chính như vậy chúng ta phải nhớ huyết áp của mình. Rồi như vậy thì đây đó là cái nguyên tắc mà mình đo huyết áp. Tại vì có nghĩa là mình ép cái động mạch đó
Sau đó mình sẽ xả nó ra, ở đó mình sẽ thu được cái tâm thu, và khi mình xả tiếp đến khi hết đó thì mình sẽ nghe được cái tâm thu, được cái tâm chưa nha. Như vậy mình sẽ thay chỉ số. Như vậy thì cái huyết áp của mình ấy, thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào sau khi mình đã thấy cái nguyên tắc đo như vậy? Bây giờ mình xem qua một số cái yếu tố ảnh hưởng của nó ha. Cái thứ nhất, các chị nhìn cái huyết áp, bây giờ tôi hỏi nha, nếu như cái máu của tôi trong tim này của tôi nhiều, máu của tôi nhiều, theo các chị huyết áp của tôi cao không? Máu của tôi lên nhiều, huyết áp của tôi sẽ cao không? Cao. Nếu như tôi nhốt nhiều người hơn trong đây